Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đá ruby. Đặc biệt video này anh gửi cho anh Quyền khách hàng cũ lần trước anh đã ủng hộ tay game một sản phẩm tỷ hưu vàng. Lần này anh muốn làm một chiếc nhẫn tròn sử dụng đá ruby, họa tiết song long. Trên tay em đây là một viên ruby sao 6 cánh chị nhé, sao rất nét căng luôn, form cuộn gà cũng là một sự lựa chọn phù hợp để cho anh Quyền nhé. Đây anh lên tay này, sao nét luôn, 6 cánh ruby sao thiên nhiên hoàn toàn, anh chị thấy rất đẹp này. Bây giờ này số 4 nhé. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên ruby sao 6 cánh nhất căng luôn, cũng là một lựa sự chọn hợp lý để cho anh Quyền nhé. Đá ruby thiên nhiên nhất căng sao nét. Bên là viên số 1 nhé. Tiếp theo trên tay em có một số viên ruby thiên nhiên. Bên này những viên hình chữ nhật bo cong cũng là sự lựa chọn phù hợp để cho anh Quyền và quý anh chị tham khảo nhé. Ruby đỏ, màu đỏ 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 đậm. Bên này thì mã là 3,36 carat, 3,3 carat, kích thước là 9,36 x 7,9 3,34. Tiếp theo cũng là một viên hàng ruby thiên nhiên hoàn toàn anh chị nhé. Mặt này là hình vuông. Bên này là baccara này. Tiếp theo em giới thiệu thêm một số viên khác. Trên tay em đây một viên rất là đẹp. Bên này là hàng hàng kính luôn, ruby hàng kính cũng là một sự lựa chọn đẹp, chất đá trong màu kính ruby thiên nhiên cũng là một sự lựa chọn để cho anh nhé, form gọn gàng luôn. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên rất đẹp này, viên này gần tròn cũng là sự lựa chọn hợp lý luôn, làm hình hình song long chầu nguyệt rất là đẹp, đá trong này màu đỏ lửa mạnh. Bên này sự lựa chọn hợp lý này, một viên nhỏ nhỏ thí sinh thôi để làm trầu làm mặt trời. Tiếp theo cũng là một viên ruby thiên nhiên, bên này size to luôn, tròn gần tròn luôn. Bên này thì mặt rộng, anh chị có thể cảm thảo tham khảo làm nhẫn hoặc như nam nhân nữ, mặt dây lắc tay. Đỏ hồng anh chị nhé. Tiếp theo trên tay em một viên ruby gần tròn màu đỏ hồng, có hiệu ứng sao, sao nhẹ nhé, sao hơi mở. Đỏ hồng này. Anh chị nghĩ con này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên ruby size nhỏ gọn gàng, cũng là một sự lựa chọn là phù hợp để cho anh Quyền nhé. Viên này cũng đẹp đấy, gọn gàng màu đều, làm hình song long chầu nguyệt vô cùng hợp lý luôn, cũng hợp lý đấy. Viên cuối cùng em giới thiệu cho anh chị cũng là viên màu đậm này, gọn gàng cũng là một sự lựa chọn hợp lý này để làm mặt đá, đá đỏ màu đậm đều màu. Anh chị nghĩ về này bao em nhé, anh chị xem tham khảo giúp em.